Du lịch Hóc Môn. Trời ơi, Hóc Môn mà du lịch cái gì ta? Nói vậy thôi chứ cũng có rất là nhiều điều thú vị để mọi người khám phá nha. Để Quỷ kể cho mọi người nghe cái chuyến đi Hóc Môn vừa rồi của Quỷ. Điểm dừng chân đầu tiên chính là ngã Ba Dòng. Đây là cái nơi khu tưởng niệm lịch sử của nhân dân Sài Gòn trong hai cái cuộc kháng chiến chống giặc. Nhưng mà thôi mình đừng nói tới cái chuyện đó nữa. Mà hiện nay thì nó là một cái công viên, là một cái không gian xanh cực kỳ là đẹp luôn. Ở đó có những cái hàng cau xanh nè, xen lẫn những cái luống trầu, rồi xung quanh là những cái cây cao vây lại. Ngoài ra còn có một cái con đường trúc nữa, chỗ này mà chụp lên là giống thập diện mai phục á. Sau khi mà rời ngã Ba Dòng xong thì Quỷ đi cano trên sông Sài Gòn, coi như tận hưởng không khí trong lành. Lâu lâu á, tài công mà thích một cái là lượn cho một dòng, ai yếu tim là thót tim văng ra ngoài luôn. Sau khi lượn chừng 20 phút là cano tấp vô cánh đồng hoa rộng khoảng 14.000 mét vuông. Trước khi tới cánh đồng hoa thì mình đi qua một cái hồ súng nha, chỗ này chụp cũng ảo nè. Còn ở trong cánh đồng hoa thì có rất là nhiều những loại hoa khác nhau: oải hương hoa, hồng hoa, thạch thảo hoa, lan hoa, điệp hoa, cúc hoa, cánh bướm hoa, sao nhái hoa, hướng dương hoa, màu gà, nhiều lắm luôn. Rồi tha hồ cho mọi người chụp. Ở đây cũng có rất là nhiều những cái tiểu cảnh, những cái ngôi nhà nhiều màu khác nhau. Xong rồi bây giờ sắp Tết nè, ở đó cũng trang trí mai đào đầy đủ không gian cho các bạn tha hồ chụp hình luôn. Có xích đu, có câu đối đỏ, ôi đầy đủ hết. Chị Tú chủ vườn nói gần Tết là nó đông lắm 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 luôn. Tạm biệt cánh đồng hoa là mình ghé qua Lái Thiêu, tỉnh nằm ngay bên kia bờ sông thôi. Ghé vô vườn nhà gốm, là một cái nơi làm gốm rất rất là đẹp của một anh chàng rất là đẹp trai. Trời ơi, lạc vô đó hả, nếu như mà kêu chụp hình sống ảo thì chắc một ngày cũng chưa chắc là đủ nữa. Gốm Lái Thiêu á, tiêu biểu là vẽ về sơn thủy, hình ảnh nó gần gũi lắm kìa. Con gà, con cá, con cua, cây chuối, vườn rau, nói chung nhìn nó cưng lắm. Tại đây sau khi chụp hình sống ảo đã đời rồi nha, thì bạn có thể học cách làm gốm nè. Có những cái anh nghệ nhân ở đây sẽ chỉ cho mình cái cách làm dễ lắm, làm chừng tiếng đồng hồ là nó không có ra gì liền à. Rời gốm Lái Thiêu là mình phóng thẳng tới công viên Cá Coi nha. Cái chỗ này là Quỷ thích nè, tại vì nó mang đậm cái phong cách của Nhật luôn. Rồi những cái dòng suối nhân tạo rồi chạy xuyên qua những cái cây cầu đỏ rất là đặc trưng của Nhật Bản, chắc là cũng phải 50-60 con cá coi á, mà con nào con đấy nó dài từ 0,5m tới 1m luôn, thọ lên tới 50 năm. Quỷ chắc chắn rằng bạn sẽ có những bức hình cực kỳ lung linh ở công viên cá coi, nhưng mà nhớ nên đi sớm đi cho nó đỡ đông, ánh nắng nó dịu hình lên là nó đẹp liền nha. À, đó đó, thấy chưa, chạy một vòng thấy Hóc Môn cũng thú vị đúng không? Rồi, có dịp khám phá Hóc Môn nha. Tạm biệt mọi người.